Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá dồn rồi, cá dồn mà chiên rồi, cá dồn mà chay chiên rồi, với cá thu rồi, cá thu cá ngừ chiên, cá biển chiên rồi, canh dưa leo rồi, canh dưa leo nấu với bông bông cá, với đậu hũ đậu phụ rồi, với nấm rồi, nấm đông cô, ăn kèm có dưa leo dưa chuột người dưa chua người, mắm mắm dưa leo người, mắm rồi dưa chua người, nước chấm có nước tương người, nước tương chanh ớt người, với tương đen tương đỏ sa tế người, chanh ớt người, ăn kèm có dưa leo người, dưa leo chuối sống người, dưa leo dưa chuột chuối sống chuối chát người, tráng miệng có củ sắn người, củ sắn củ đậu người, với muối ớt người, muối ớt vàng người, nem chua người, nem chua lại dùng nó uống có trà đá người, trà xanh tiết người, xanh tiết Mộc Châu. Đây mọi người, cá thu mọi người, cá thu cá ngừ cá biển chiên mọi người. Cá dồn là cá dồn mày mà cá dồn mày chay chiên canh dưa chuột đậu phụng tảo đậu phụng nấu với bông bông cá với nấm đông cô chay cơm mọi người. Nem chua lại dùng rồi. Dưa chuột rồi, dưa chuối sống cho chát rồi, dưa leo dưa chuột rồi. Đi trà đá rồi, trà xanh tiết rồi, xanh tiết Mộc Châu rồi. Tương đen tương đỏ chanh ớt rồi sa tế chanh ớt dưa leo dưa chuột rồi dưa chua rồi nem chua ngọt rồi nước tương rồi nước tương chanh ớt rồi củ sắn rồi củ sắn củ đậu rồi muối ớt vàng rồi chân không rồi chân không đường xương muỗng rồi đổ rồi mở một chế nó mất mát rồi nè các bạn đúng không? Các thủ ngân hàng luôn. Dưa leo đúng giờ rồi có hồng ngọt rồi ngon rồi dạ
cá vô rồi. Lật lên vậy giống cá vô thôi mọi người. Cá vô viên xả luôn. Ớt gì ăn rồi. Tôi sống chấm với cái tương này ăn ngon rồi. Đang nấu vừa ăn nhà cảm giác đói mà giờ mấy chú cái nò nó hơn. Chú này đến đúng dính mũ rồi, chú sống nó gọt dính như tay một túi dính dao lên thùi. Hôm nay là chai mặn đều dùng được không ạ? Cái này cứ vô dưa leo ăn đúng giờ luôn. Cần nấu với cá, cần mình nấu vừa ăn mà ăn với cá vô nó mặn mặn nè, nấu vừa ăn. Cái dưa leo mà ăn nó giòn rồi, nhà mà nghe tiếng luôn rồi, đúng không?
sẵn rồi, này thịt đúng chất luôn rồi, ăn đúng chất luôn. Như vậy lâu rồi chặt cơm rồi, cơm vô tới cũng hầm rồi, cái coi vô tiếng con cá này giống như mấy cá người đại dương rồi, chỉ là phiên bản nhỏ thôi rồi, nó cho kề phiên bản bự rồi. Giờ này bạn đúng giọt đã đá luôn rồi, nó có một chô kho hậu ngọt ngọt luôn rồi, ngon luôn rồi. Nhưng cho vô là nhai khỏi sợ mất xương luôn rồi, ăn nguyên con luôn rồi. Canh nấu đúng giờ em luôn, cơm gì em, còn mấy món làm vừa sống vừa sống này chấm cái nước này ăn hết sảy mà. Tấm tư rồi, nhân đen tư nhỏ và tới canh nấu khi nó chua chua ngọt ngọt luôn, ăn luôn ăn với mấy cái thấm nó dầu dầu đó đúng không? Nãy thì thấy nó hơi mà còn giờ thì thấy đói mà. Người ta nó nhai rồi nó bọt tí ra mà. Cái thích gì giác không? Cái thích ngay lắm. Cho nên á, nhà nó ấy không? Cái người này chấm tư cảm giác ăn nó ngon hơn rồi, nó thơm. Nó bị mặn mà có ai chấm yến tương là vừa mà. Cá ngừ thơm ngon rồi. Nhưng mà lớp da nó dai mà, dai dai. Giờ nó chắc thật lắm rồi, nên nó hơi dài chút, nhưng mà cái gái nó thơm rồi. Ngay cảm nhận cái độ mùi, độ thơm của cá luôn. Qua để dầu không quá tay mà đố tay cho nên mình cá thùng của người cá biển này dầu nhiều dưới dầu.
Nghe hồi như nghe xương gươm luôn rồi. Nghe da. Con thánh này ngọt không ạ? Ngon. Đúng giờ không ạ? Chấm miếng muối luôn rồi. Món này mà đã như má lúc lạnh ăn đã sảy rồi. Cầm luôn nhận được cái lô tươi, lô giòn luôn luôn luôn. Có nón mà trong nước mà cắn nước sạch nước mà trong mồm nước dầu dầu á. Cũng ngon rồi. À, món này làm mùa hè ăn là hết sảy rồi. Cũng sắn nè, cũng sắn cũng đậu nè, như mía đúng rồi, mình nghe mía mà đã bọc nó ta chặt khúc khúc ra luôn rồi, để lạnh rồi, ăn nó đã luôn rồi, trắng đã, cái này thì giòn, cái kia thì nó ngọt luôn rồi. Canh chua là vừa ăn mà cái quán ăn nó giòn giòn sực sực luôn rồi, có cái bầy á nó giòn giòn sực sực á, sực sực chít chít luôn rồi, có gì cay cay có ớt người nồng nồng có tỏi người. Vậy nó chua chua luôn rồi, chua chua một ngọt. Ngon rồi, giòn ngon. Cũng gái rồi. Giờ mọi người, cơm ngon rồi, cái cá thu cá ngừ rồi, cá ngừ ngon rồi, ngon thơm rồi, ngon gian rồi, thơm ngon. Cá biển chiên rồi. Cá vô mài, cá vô mài chai, chai chiên rồi. Cá vừa ăn, ăn kẹo ướp vừa ăn rồi, cho nên ăn với cơm rồi. Ăn với cơm mà vừa ăn luôn rồi. Cái dưa leo rồi, dưa leo ngâm chua ngọt rồi, ăn đúng giòn rồi, dưa leo ngon rồi. Dưa chuột ngon giòn rồi. Vậy nó giòn chua chua ngọt ngọt rồi. Đang ngon rồi, cái dưa leo chuối sống chuối chát này mà chấm với cái món tương đen tương đỏ sơ tới chanh ớt này mà ăn nó đúng ngon rồi, mấy món đồ sống á ăn chấm cái này ăn nó ngon rồi, cảm giác nó đồ giòn lắm luôn rồi, cái tương thì nó chua chua ngọt ngọt luôn rồi, ăn ngon rồi, nên củ sắn này giòn ngon rồi, do nó hồi nãy cái mùi chắc là do cây dao, cây dao gọt nó tắt nó hơi có ấy xíu. Củ sắn ăn giòn ngon rồi, ăn trong nó mọng nước rồi, ngon rồi. Có mặn lạc gì muốn ấy muốn chấm muối ớt thì chấm rồi, tùy không gian mọi người.
còn không thì ăn không, vậy cho cảm nhận cái độ tươi ngon tươi dầu của nó mọi người. Rồi cái canh dưa leo, canh dưa leo nấu với đậu phụ, đậu phụ tổn, bông bóng cá, núm đông côn, canh nấu vừa ăn ngon, ăn với mấy món mà ấy thì nó ăn nó mấy cái món vừa ăn rồi hấp miếng canh vô là nó vừa luôn đúng không ạ, này khỏi cần ấy. Còn mặn lạc với chán mắm thêm thì tùy mọi người. Rồi cái nem này nem chua rồi, cái bì nó dùng dầu xịt xịt rồi, có cái vị cay cay của ớt rồi nồng nồng của tỏi rồi, cái gì nó chua chua ngọt ngọt luôn rồi, chua chua ngọt ngọt cay cay nồng nồng luôn rồi, ăn ngon rồi, dùng dầu xịt xịt. Rồi cái trà đá, trà đá thơm ngon rồi, trà xanh tiết, rồi xanh tiết một chấm ngon thơm. Rồi chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng, có một đêm thật là vui vẻ thì sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng mọi người. Quên lộn với lại mọi người.